Xin kính chào quý khán giả và bà con ngư dân. Thưa quý vị, đới gió Tây Bắc có cường độ trung bình thịnh hành trên khắp khu vực Vịnh Bắc Bộ. Biển không động, tuy nhiên ở phía đông của khu vực thì đang tồn tại những đám mây đối lưu gây mưa dông kèm gió giật mạnh, nên tàu thuyền cần lưu ý khi di chuyển về phía đông. Trong 24 giờ tới thì những ổ mây đối lưu vẫn có xu hướng phát triển và lan dần về phía Vịnh Bắc Bộ. Gió chuyển dần sang hướng đông với cường độ trung bình, sóng biển nhỏ nhưng mưa dông rải rác có thể xuất hiện làm giảm tầm nhìn và có thể có gió giật mạnh trong các cơn dông. Ở hầu khắp các khu vực trên biển Đông cho đến khu vực Vịnh Thái Lan vẫn xuất hiện những đám mây đối lưu phát triển gây mưa dông mạnh. Tàu thuyền cần đề phòng có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh trong các cơn dông, cũng như là tầm nhìn giảm do thời tiết xấu. Đồng thời, trên khu vực phía nam của biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 7 gây biển động. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, gió chuyển dần sang hướng đông và hoạt động với cường độ không mạnh, chỉ đạt khoảng cấp 4. Tuy nhiên, thì những đám mây đối lưu đang có xu hướng lan dần về phía tây của khu vực, nên trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, không thuận lợi cho công việc đánh bắt hải sản. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, do nằm ngoài sự phát triển của vùng mây dông nên thời tiết tại đây không xấu như vùng biển phía Bắc. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi và gió thổi đều theo hướng Tây Nam có cường độ khoảng cấp 4. Tuy nhiên thì ngư dân cần tránh di chuyển lên phía Bắc và ra ngoài khơi ở khu vực phía Đông vì thời tiết tại đây sẽ có mưa dông không thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Trên khắp vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, gió hoạt động theo hướng Tây Nam với cường độ trung bình, tình trạng biển bình thường, thời tiết ít mưa và tầm nhìn thoáng trên 10 km, thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt của ngư dân. Tuy nhiên thì ở phía Nam, thời tiết sẽ không được thuận lợi nên bà con tránh di chuyển về hướng này vì đây là có thời tiết ảnh hưởng xấu đến việc khai thác hải sản. Bao phủ trên khắp vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý là đới gió Tây Nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5. Tuy biển không động nhưng thời tiết nơi đây thường xuyên xuất hiện mưa dông rải rác, làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Trong các cơn dông luôn có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm nên bà con cần hết sức đề phòng, đồng thời hạn chế cho tàu đi về phía Nam vì có thể sẽ gặp những con sóng có độ cao trên dưới 3 mét. Còn tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo cũng nằm trong hoạt động của đới gió Tây Nam, nhưng trên vùng biển này, gió đã mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 nên biển động và sóng biển có thể sẽ cao trên 3 mét. Đồng thời, đây cũng là khu vực có nhiều ổ mây đối lưu phát triển, gây mưa dông mạnh và làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn từ 4 cho đến 10 km. Bà con ngư dân không nên ra khơi vào thời điểm này để đảm bảo an toàn. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, đới gió Tây Nam cũng bao trùm lên khắp vùng biển này nhưng chỉ có cường độ khoảng cấp 4. Tuy nhiên, thời tiết nơi đây cũng có mưa dông mạnh và có khả năng kèm theo lúc xoáy nguy hiểm. Tầm nhìn xa giảm còn 4 đến 10 km trong mưa, thời tiết không thuận lợi cho hoạt động trên biển. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan cũng nằm trong giải mây dông do hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh cấp 4, cấp 5 nên nơi đây thường xuyên xuất hiện mưa dông rải rác, tầm nhìn xa giảm chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Bà con cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh khi cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này. Tại khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng Đông Nam với cường độ mạnh cấp 5. Thời tiết trên khắp khu vực vẫn có mưa dông mạnh, làm giảm tầm nhìn xuống còn từ 4 đến 10 km. Bà con không nên cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này để tránh lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác trên khắp khu vực, khiến tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Đồng thời, thì đới gió Tây Nam thịnh hành nơi đây có cường độ mạnh cấp 5 nên cũng gây ra những con sóng có độ cao trên dưới 2 mét, không thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Ngoài ra, thì nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh luôn tiềm ẩn nên bà con cần đề phòng cảnh giác và theo dõi sát sao những diễn biến phức tạp của thời tiết trong các bản tin dự báo để chủ động ứng phó. Tại khu vực phía nam của Biển Đông, không khác nhiều so với vùng biển phía Bắc, những cơn mưa rào và dông rải rác luôn xuất hiện rải rác kèm theo gió giật mạnh và có thể sẽ có lốc xoáy rất nguy hiểm. Ngoài ra thì trong cơn mưa, tầm nhìn giảm sẽ giảm xuống chỉ còn từ 4 cho đến 10 km. Gió Tây Nam với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 khiến biển động. Vì vậy, tàu thuyền cần chú ý và hạn chế qua lại nơi đây. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.